Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là bộ sản phẩm lốc điều hòa và dàn lạnh của Hyundai i10 Grand 2016-2017 2 đầu số tự động. Đây là dòng sản phẩm lốc điều hòa 6BK. Riêng dòng số tự động và dòng 2 đầu của nó sẽ là 6BK. Mã sản phẩm của nó là 97701B9010. Với cái dòng 5BK nó là B9000. Sản phẩm được nhập khẩu từ Ấn Độ, được phân phối bởi An Thái Auto. Đây là anh em đang nhìn tổng thể. Riêng đối với cái dòng sản phẩm 6BK này thì không có hàng liên doanh anh em nhé. Chỉ có cái hàng theo xe hoặc là hàng Ấn Độ như này. Đối với cái dòng lốc này nó là dòng lốc chân xuyên. Đấy. Xuyên qua lốc bốn chân bắt vào lốc máy. Đây. Made in Korea, đây là mã vạch của sản phẩm. Đây là hai bích bắt vào lốc, đây là bộ ly hợp từ để lai dây cua loa chuyển động. Dàn lạnh này thì hôm nay em đang chuyển đến cho khách là dàn lạnh sản phẩm của Halon. Halon nhưng tại Korea. Đây. Hôm nay gửi tới cho khách. Đây là đơn hàng thứ 6 của ngày mở hàng. Rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái bộ lốc điều hòa và dàn lạnh i10 Grand 2016-2017 số tự động 2 đầu. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.